Ta muốn nhờ ngài giúp ta phá vỡ cơ quan thành của Mặc gia. Ta không có hứng thú. Yên tâm đi, trận pháp này không làm ngài bị thương đâu. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn: hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi tự sát. Ta không muốn giết ngài, càng không muốn tự sát. Ta chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với ngài thôi. Đáng tiếc, vẫn chưa có cơ hội nào tốt hết. Cho nên hôm nay ta phải dùng đủ mọi cách để đưa ra hạ sách này. Được, ta sẽ giữ lại cái mạng chó của người. Chắc ngài cũng đã từng nghe nói công tử Hồ Hợi mà ta đang phò tá được Thủy Hoàng Đế bệ hạ rất yêu mến, mà trên thực tế hắn chỉ là một tên ngu xuẩn không có thuốc chữa thôi. Nhưng điều mà khiến ta chọn hắn cũng vì hắn ngu xuẩn. Hắn càng ngu xuẩn thì lại càng dễ dàng bị ta khống chế. Hắn chính là thứ lót chân trên bậc thềm của ta. Ý định của ta là dẫm đạp lên hắn ta để đoạt được thiên hạ. Nói những điều này với ta là cái gì? Bởi vì ngài cùng một phe với ta, thông minh, có dạ tâm, không cam tâm chịu thua kẻ khác. Nhưng ta không cần cả thiên hạ này. Ngài chỉ cần Thất Sát Môn thôi, có đúng không? Nếu đổi lại là 5 năm trước ngài nói câu này thì ta có thể tin được. Nhưng đổi thành bây giờ, ngài nghĩ trên đời này còn có Thất Sát Môn sao? Vệ môn chủ, chẳng lẽ ngài lại thấy hài lòng với hiện tại, không muốn giật dậy ngài tháng huy hoàng của Thất Sát Môn sao? Ta nhất định sẽ giúp Thất Sát Môn trở lại những ngày tháng huy hoàng trong tay ta. Dù sao thì vệ môn chủ cũng đã có một thỏa thuận với Cái Nhiếp. Ta nghĩ giữa hai người chắc chắn đã trải qua một cuộc quyết đấu, có đúng không? Vệ môn chủ, trong trận quyết đấu hôm đó, ngài có đại thắng hay không vậy? Không có, hai bên hòa nhau. À, hòa nhau sao? Thông thường mà nói, nếu hai người ngang tài ngang sức, bên nào lùi bước trước nhất định là bên giấu thực lực. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không coi đối thủ ra gì hết đâu. Hòa nhau cũng là kết quả tốt nhất. Ngươi cũng biết nhiều thứ đó chứ? Nói bừa mà thôi. Nói về chuyện đúng sai, ta tin vệ môn chủ cũng tự biết được. Hôm nay điều ta muốn nói là phải cảnh tỉnh vệ môn chủ. Là một đại trượng phu, phải có lý tưởng hoài bão tung hoành thiên hạ. Hôm nay ở trước mặt của vệ môn chủ,
đã có cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi muốn ta giúp ngươi phò tá tên công tử ngu xuẩn đó hay sao? Không, không phải là phò tá, mà là lợi dụng. Nếu thật sự có một ngày hắn kế thừa ngai vàng, chắc chắn vệ môn chủ sẽ ở ngôi vị cao hơn, nắm quyền trong tay. Đến lúc đó, vệ môn chủ, ngài muốn phục hưng lại Thất Sát môn, không phải chỉ cần nói một câu thôi sao? Còn cái tên cái nhiếp đó, đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một con kiến ở trước mặt của ngài mà thôi. Ngươi không sợ ta tranh thiên hạ với ngươi hay sao? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật cao nhất trên đời này. Nếu đến lúc đó vệ môn chủ thật sự đoạt được thiên hạ, có nghĩa là thiên hạ này đã vốn dĩ thuộc về ngài. Thái kiến môn chủ. Cũng thú vị đó chứ. Vậy thì quyết chứ. Muốn phá bỏ cơ quan thành thì nhất định phải biết nó nằm ở vị trí nào. Không biết là vệ môn chủ đã có định hướng gì chưa? Có một người có thể dùng được. Tốt. Nói như vậy, vệ môn chủ đã nắm chắc phần thắng rồi. Đừng có vội, ta có hai điều kiện. Vệ môn chủ cứ nói. Thứ nhất, cái nhíp là của ta, ngoài ta ra bất cứ ai cũng không được động vào. Thứ hai, phá bỏ cơ quan thành, tất cả quan binh dưới quyền công tử đều phải nghe lời của ta sai khiến. Chỉ cần công phá được cơ quan thành thì tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của vệ môn chủ. Môn chủ Thất Sắc môn Vệ Trang xin bái kiến. Lão phu không gặp ai hết. Đi đi. Các hạ là trưởng môn của Công Thúc Gia, Công Thâu Cừu. Liên quan gì tới người? Không muốn chết thì mau biến đi. Lão già đáng chết, khẩu khí lắm. Đại sư cơ quan thuật Công Thâu Cừu quả nhiên là danh bất hư truyền. Cơ quan mặt già gỗ đá chuyển động, đồng thiết biết nói, phải hỏi Công Thâu. Công Thâu gia được biết đến là cơ quan như vậy, nhưng lại là kẻ thù của mặt già. Công Thâu Cừu về mặt cơ quan thuật là kỳ tài hiếm có. Từ nhỏ hắn đã thề sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ đánh bại toàn bộ mặt già. Không biết vệ môn chủ tới nơi này là có việc gì? Ta muốn đi tìm một nơi, vẫn chưa tìm được manh mối, muốn tới thỉnh giáo Công Thâu trưởng môn. Lão phu không rành thế sự đã hơn 10 năm nay, e rằng không giúp được vệ môn chủ rồi. Nơi ta muốn tìm là cơ quan thành của Mặc gia. Công Thâu trưởng môn tuy đã ẩn cư nhiều năm, nhưng mà ta biết rõ trong lòng ngài vẫn chưa từ bỏ Mặc gia. Bây giờ có cơ hội, chỉ cần cùng phá cơ quan thành đó là có thể san bằng Mặc gia rồi. Không biết Công Thâu tiên sinh
có hứng thú hay không. Sang bằng Mặt Gia, dựa vào ba kẻ các ngươi thôi hả? Đương nhiên chỉ có ba người là không đủ. Nếu có thiên binh vạn mã tương trợ thì sao chứ? Thiên binh vạn mã mà vệ môn chủ muốn nói là từ đâu tới vậy? Công tử Hồ Hợi phụng mệnh thống soái đại quân nhằm tiêu diệt Mặt Gia. Tiếc là họ không biết được cơ quan thành của Mặt Gia đang ở đâu, cho nên mới nhờ tới ta. Người muốn nói đại quân công tử Hồ Hợi sẽ nghe theo mọi điều khiển của ngươi sao? Đúng vậy. Trên là tướng quân, dưới là thiên binh vạn mã, sẽ do một tay ta thống lĩnh. Vệ môn chủ à, lão phu đồng ý hợp tác với ngài. Có điều ta cũng không tìm thấy vị trí của cơ quan thành. Nhớ lúc đầu lão phu mai danh ẩn tính gia nhập Mặt Gia, bái nghệ nhiều năm trong cơ quan thành, cũng coi như là nắm chắc cơ cấu trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là lần nào đi cũng bị bịt mắt lại, cho nên đến bây giờ ta vẫn không biết vị trí cụ thể của cơ quan thành. Chỉ cần vệ môn chủ có thể tìm được vị trí cơ quan thành thì lão phu nhất định nghĩ ra được cách phá giải nó. Được, cứ quyết định như vậy. Công phá cơ quan thành phải nhờ tới Công Thâu tiên sinh rồi. Nói hay lắm, nói hay lắm. Lão phu sẽ chờ tin tốt của vệ môn chủ. Cáo từ. Đây là đâu vậy? Ở đây là Mặt Gia. Mặt Gia. Yêu thương một người có làm được không? Đệ tử có thể làm được. Luyện trung nghĩa, nguyện hiếu đạo. Đệ tử có thể làm được. Nào. Đã 40 năm, 40 năm trời, cuối cùng ta cũng thấy được ngài này rồi. Đến cả Công Thâu Cừu cũng không biết cơ quan thuật Mặt Gia ở đâu. Bước tiếp theo phải làm sao đây? Vũ phù đó của ngươi đâu? Vũ phù nào? Thứ đuổi giết cái nhiếp lần trước ngươi lén lút đặt lên người của chúng. Ta cảm thấy có
Có khi vũ phù đó có thể được chúng đưa vào cơ quan thành rồi. Không biết nữa, đi mất lâu rồi. Ngươi, giờ là lúc khó khăn nhất của vệ môn chủ, tốt nhất ngươi đừng có trẻ con nữa. Hắn tự làm khó mình, liên quan gì ta? Được, ngươi không đi cơ quan thành, ta đi. Ngươi có tìm nổi không? Vậy ta sẽ kêu người có quan hệ với Mặt Gia ra, dụ dỗ từng người, rồi giết từng người một. Ta vẫn không tin người của Mặt Gia sẽ trốn mãi trong cơ quan thành khoanh tay mặc kệ. Người muốn chết sao hả? Có thể tìm ra cơ quan thành, cho dù ta có chết cũng đáng mà. Ở trong núi phía bắc Hồ Dân Mộng, đại nhân, cơ quan thành ở trong núi phía bắc Hồ Dân Mộng. Có chắc không? Chắc chắn. Sao đây? Ngươi muốn diệt chủ tạo phản hả? Không có hứng. Vậy thì chắc là ngươi muốn đánh bại ta để chứng minh bản thân của mình. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Tốc độ mà ngươi tự hào tốt nhất chỉ nên thể hiện trước mặt của đám phế nhân mà thôi. Còn ở chỗ ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Muốn đánh bại ta, tập luyện đi, đừng có tùy tiện ra tay. Nếu tâm trạng của ta tốt, có thể chơi với ngươi. Nếu không phải ta đang cần ngươi tìm ra vị trí của cơ quan thành, thì ta đã sớm lấy cái mạng của ngươi rồi. Thank you.